đón nhận tin vui, Chi Pu chia sẻ, cảm ơn fan cơ sang đi, cảm ơn khán giả đã yêu thương anh ơi ở lại thật nhiều. Đây là động lực giúp tôi và ekip cố gắng nhiều hơn ở các sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Cùng cột mốc 100 triệu view, anh ơi ở lại còn mang về cho Chi Pu nhiều thành tích nổi bật. MV của một nữ ca sĩ giữ vị trí top 1 trending YouTube tại Việt Nam trong thời gian lâu nhất, MV được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam tại thời điểm ra mắt thắng giải MV có ý tưởng xuất sắc nhất của năm tại Web Award 2019. MV anh ơi ở lại. Anh ơi ở lại ra mắt năm 2019 là sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình từ đang sờ sang ba lát của Chi Pu, cho thấy nữ ca sĩ có khả năng biến đổi đa dạng. Sáng tác của Đạt Dê cũng được Donny đóng giày cho giọng hát của Chi Pu mang đến cảm xúc mạnh mẽ cho khán giả. Ngoài ra, ekip đầu tư bối cảnh câu chuyện lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích tấm cám quen thuộc. Song MV gây bất ngờ khi kể dưới góc nhìn của cám, nhân vật luôn được mặc định là phản diện, khó thương cảm. Trong vai cám, Chi Pu lột tả tâm tư, cuộc đời đầy bi kịch của cám bằng diễn xuất tròn trịa. Đây cũng là sản phẩm khởi đầu xu hướng làm MV lấy cảm hứng từ văn học dân gian của làng nhạc Việt khoảng năm 2019. Chi Pu đóng vai cám trong MV bên cạnh cô là nhân vật thị vệ do Lâm Bảo Châu, tình trẻ của Lệ Quyên, thể hiện. Chi Pu tên thật Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993, từng gây chú ý qua cuộc thi Miss Teen 2009. Sau đó, cô tập trung hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, ca sĩ. Ở âm nhạc, người đẹp gây nhiều tranh cãi vẽ khả năng cầm mic của mình. Mặc những chơi bài, Chi Pu cố gắng rèn luyện và đều đặn ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng, cung đàn vỡ đôi, Đóa hoa hồng, tóc to me. Anh Tuấn